Tụi em chuẩn bị đổi sang một cái menu mới với tên là Rượu Ta Vị Ta. Thì tụi em sẽ dùng những cái loại nền là rượu Việt Nam. Đây là quán cocktail duy nhất ở Đà Lạt có chiếc view ngắm cả thành phố. Mà một điều khác biệt nữa là quán vừa tung ra bộ menu mới với Rượu Ta Vị Ta dễ thương quá cả nhà ơi. Xin chào mọi người, lại là mình Địa Chỉ Ăn Uống đây. Mỗi lần mình tới Đà Lạt là một trải nghiệm khác nhau. Như hôm nay mình được ông bạn thân rủ đến quán cocktail này nè, For Cocktail Lover. Mọi người đều biết là cocktail đa phần làm từ rượu ngoại đúng không? Cái tên Rượu Ta Vị Ta mà quán đưa ra cũng có lý do cả. Nhằm tôn vinh những loại rượu truyền thống của Việt Nam, quán đã tuyển chọn các loại rượu Việt đặc trưng từ các tỉnh thành khác nhau để tạo ra một bộ sưu tập cocktail kỳ lạ. Thay vì chỉ dùng rượu Tây thuần tí. Mình thấy điểm hay ở menu này là để cho mọi người trong chúng ta khám phá và hiểu biết sâu hơn về văn hóa và lịch sử độc đáo của Việt Nam thông qua các hương vị đặc trưng. Như trên tay của mình là ly dâu lắc này nè. Chua, cay, mặn, đắng, ngọt, nồng nàn đều có hết trong ly dâu lắc này. Với ly chè chuối này mình thấy khá phù hợp cho các chị em phụ nữ. Với vị men vừa đủ, được pha từ rượu nếp độc nó với lá dứa và một chút xíu mứt chuối. Mà đặc biệt là quán đang có chương trình chụp ảnh ly cocktail đang trên các nền tảng sẽ được tặng một ly cocktail nữa. Chưa kể thứ 6, thứ 7 hàng tuần còn có tổ chức nhạc acoustic nữa nè. Cân xỉu vậy mà ngại gì không qua tự thưởng cho mình một ly cocktail vậy mọi người. Địa chỉ mình để ở cuối clip nha.